Thưa quý vị, không khí của ngày xuân vẫn còn trong mỗi chúng ta. Xuân về là dịp để nhà nhà sum vầy, những câu chuyện vui, những kỷ niệm đáng nhớ sẽ được nhắc đến bên bàn trà ấm cúng. Trà đối với chúng ta đã quá quen thuộc bởi sự đa dạng và phong phú của loại thức uống này. Ví dụ như là ly trà đá giải khát, ly trà mời khách hay cao hơn là thưởng trà để chiêm nghiệm về triết lý của cuộc sống. Cũng chính sự đa dạng này nên thị trường trà tại Việt Nam cũng khá nhập nhằng trong thời gian qua và khiến người tiêu dùng cảm thấy bối rối. Và hiện nay thì thương hiệu trà Việt trên thị trường không nhiều và đang bị xâm lấn bởi những thương hiệu trà ngoại. Trong bối cảnh đó thì có một nhân vật đã dành cả cuộc đời, cả tâm huyết của mình để phát triển thương hiệu trà Việt. Anh là Nguyễn Ngọc Tuấn, người sáng lập thương hiệu Sông Hỷ Trà. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện với anh và cùng chúng tôi thưởng trà để nghe câu chuyện này. Quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV và tôi là Hoàng Phi. Tự nhiên tôi đến với trà, thuở ban đầu như một nhu cầu trong đời sống, khát là uống. Nhưng sống trong một gia đình bán chè chén nên thức uống tôi được uống là nước trà. Khi lớn lên, đi học tại Phúc Yên, vùng đất đồi nằm gần Phú Thọ cũng giáp Đại Từ, Thái Nguyên. Hàng tuần đi những chuyến tàu đêm Hà Nội, Yên Bái đầy kỷ niệm thời sinh viên, tôi lại có cơ hội được uống nhiều loại trà hơn. Thêm chút nữa, vào Sài Gòn, tôi lại có dịp tiếp cận nhiều vùng trà phương Nam như Cầu Tre, Bờ Lao, Cầu Đất, trà của những nông trường trên Tây Nguyên và cả phong cách uống trà đá cũng thật đặc biệt. Và mới hay rằng, trà Việt có đời sống riêng, từ đơn giản là bát chè tươi sóng sánh hiện hữu khắp nơi, sau là trà khô trong giới công chức, dân thành thị và trà đá cũng có mặt trên bàn tiệc. Trà Việt có đầy đủ giá trị vật chất, tinh thần và luôn hiệu hữu trong đời sống con người. Trà có mặt trong giao tiếp, mời trà khi khách đến chơi nhà, tiễn bạn đi xa, trong lễ Tết, cưới hỏi, ma chay, thờ cúng tổ tiên, dâng cúng Phật, quà biếu tặng và lễ vật ngoại giao. Trên đất nước Việt, từ Bắc vào Nam đâu cũng có vùng danh trà để lại những huyền thoại đẹp. Do thời gian và hoàn cảnh mà nay cái còn cái mất. Ban đầu, trà đến với tôi đơn thuần chỉ để giải khát, sau dần thành thưởng thức. Nên ước mơ một ngày nào đó sẽ tìm lại được thật nhiều, thật đủ các danh trà lưu truyền từ xưa để khôi phục lại. Đây chính là nguồn động lực thúc đẩy tôi lên đường tìm kiếm danh trà, một sản vật quý của nước Việt. Xin được chào anh Nguyễn Ngọc Tuấn ạ. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình diễn đàn CEO trên VITV. Qua một đoạn video clip vừa rồi, anh chia sẻ với tất cả quý vị khán giả thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng là anh rất tâm huyết để có thể xây dựng một cái thương hiệu trà Việt. Vậy thì anh có thể chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về câu chuyện này là như thế nào ạ? Tôi tham gia vào cái thị trường trà này cũng trên 10 năm rồi và được cái gì may mắn là được đi nhiều vùng, gặp lại được rất nhiều cái danh trà Việt Nam. Thế thì nó thấy cái trà Việt Nam đẹp lắm. Người Việt Nam mình có thể tự hào về những cái rừng trà cổ thụ có hàng ngàn năm tuổi và gìn giữ, chúng ta vẫn gìn giữ một phong cách uống trà độc đáo. Thế thì đấy là cái mà thôi thúc động viên tôi là một thời gian dài nữa thì cái danh trà cái còn cái mất. Nên bây giờ là tôi muốn là thấy nó đẹp quá thì mình muốn khôi phục nó lại và truyền đải những cái thông điệp mới để cho các bạn trẻ đến nay đến được với trà nhiều hơn. Vậy cái tên Sông Hỷ Trà thì nó bắt đầu từ đâu ạ? Sông Hỷ Trà là một cái tên, nó giống như là một con tinh thần mình đặt thì phải có một cái tên, tên và mình mong muốn cái tên đấy nó đẹp, nó ý nghĩa. Thế nhưng giống như tôi vừa nói đấy, thì khi mà uống trà thì bạn sẽ được có một cái điều một thú vị đến với mình. Đó là bạn có một thứ thức uống rất tốt cho sức khỏe. Đấy là một cái thú vị. Cái thú vị hai là khi uống thì bạn sẽ tìm được những người bạn tâm đắc, tri kỷ với mình. Vậy thì đến với trà bạn có được hai niềm vui. Thưa anh, với những cái sản phẩm nông nghiệp thì con đường kinh doanh cũng như là phát triển của nó thì gian truân là rất là nhiều. Lý do tại sao anh lại chọn là mình kinh doanh sản phẩm nông nghiệp ngay từ khi ngày đầu mình bắt đầu làm kinh doanh ạ? Sản phẩm nông nghiệp thì nó đúng là kinh doanh là khó. Tôi cũng xác nhận và càng làm thì càng thấy khó. Thế nên là nhưng mà đấy thì trong kinh doanh thì người ta có tìm lợi nhuận
và có thực hiện đam mê. Thế thì làm sao thì tôi cũng không loại trừ, cũng phải có lợi nhuận và cũng đam mê, nhưng cái hai cái đấy, lợi nhuận và đam mê, nó cân bằng nhau, vì tiền không phải là tất cả. Tôi muốn là kinh doanh của mình đẩy cái trà lên, thì để cho nhiều người Việt uống trà, rồi từ việc uống trà lên thưởng trà, thì nó mới tạo được cái giá trị khác biệt so với cái khác biệt, vì là không có ai nghĩ rằng là một buổi tiệc trà lại đắt hơn cả một buổi tiệc rượu, đắt hơn cả một cái buổi ẩm thực, tức là một bữa tiệc ăn uống. Cô chưa ai nghĩ ra, chưa ai nghĩ là tại sao nó lại đắt như vậy. Thì đấy, tôi muốn là mọi người phải hiểu được cái giá trị đấy. Thì nếu mà hiểu được như thế thì thực hiện được đam mê của mình và mình vẫn có cân bằng được cái lợi nhuận. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn về cái mô hình kinh doanh của anh. Nó rất là đặc biệt, và tại sao anh lại lựa chọn mô hình này ạ? Xong thì trà là lựa họn, tôi gọi là cái mô hình của tôi là mô hình nhà máy không khói. Tức là tôi xong thì trà là không có xây dựng vùng nguyên liệu của mình. Chúng tôi chỉ tập trung vào khâu phân phối là chính. Thì cái mô hình này thì theo tôi thì ở Việt Nam thì có thể là ít người làm, nhưng tôi đã tìm hiểu thì trên thế giới nó có rất nhiều đơn vị đã làm. Ví dụ như về trà thì có hãng WTG của Singapore cũng làm theo hướng này. Rồi mọi người đều biết là Nike và Adidas đều không có nhà máy. Thế thì đấy, với cái này tôi cũng phân tích nhiều và lựa chọn trên cái con đường để xây dựng cái xong nghỉ trà đi theo lối như thế này. Bởi vì chúng tôi là có cái không có thế mạnh, tức là muốn có thế mạnh, tức là mình phải là người nông dân, mình phải sống ở trong vùng trà, thì mình mới có thế mạnh của vùng nguyên liệu, mình mới hiểu được cái sâu sát của cái việc trồng chế biến nó như thế nào. Đấy là vai trò thực thụ của người nông dân giỏi. Còn chúng tôi thì chúng tôi tiếp cận với trà là tiếp cận từ phương pháp người thưởng trà. Và khi thưởng trà thì chúng tôi quan tâm đến cái sản phẩm, rồi quan tâm đến cái mẫu mã, rồi khâu phân phối. Và chính tôi chọn là như thế, xong thì trà làm không như nhà máy không khói. Thì chúng tôi xây dựng các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn của về chất lượng, về quy trình chế biến, rồi về phân phối, là chúng tôi xây dựng ngày càng hoàn thiện cái đấy. Và chính đấy là như là cái cốt lõi của cái hệ thống của chúng tôi. Sau đó thì làm tốt cái phân phối, thì tiến tới là chúng tôi hoàn thiện cái mô hình là ISO để cái quy trình sản xuất, cái cách làm của xong nghỉ trà là như vậy. Thế thì câu chuyện tìm vùng nguyên liệu của anh thì như thế nào ạ? Đó thì tức là với cái mô hình này thì chúng tôi đã giải quyết được từng bộ phận mắt xích một. Ví dụ về bộ phận về khâu vùng nguyên liệu thì chúng tôi dựa trên cái quy chuẩn tôi đi tìm, chúng tôi đến từng vùng nguyên liệu, chúng tôi có chọn lọc, và như thế thì chắc chắn là nguyên liệu của chúng tôi là tốt rồi, thì chúng tôi tiếp áp bằng cái quy trình của chúng tôi quay lại đi đến vùng nguyên liệu tôi đã áp, thì tôi chọn lọc ra được cái đó, thì là giải quyết được vùng nguyên liệu. Thế thì có rất nhiều câu chuyện để đi tìm vùng nguyên liệu như thế này, và có câu chuyện thì có được, sau khi tìm được nguyên liệu mình ra được nhiều sản phẩm để làm thương mại, nhưng có những câu chuyện thì lại không ra được. Nói về cái việc tìm đầu ra cho sản phẩm này thì anh tính toán như thế nào? Bởi vì xong hỉ trà, sản phẩm của anh thì không phải là một sản phẩm cho ở phân khúc là trung bình hay là phổ thông. Đúng rồi, tôi muốn khôi phục lại các cái danh trà, bởi vì người Việt mình ấy là uống trà rất là nhiều nhưng thưởng trà ít, và uống trà thì người ta coi cái chén trà, cái giá trị của chén trà nó rất thấp. Thế thì nếu mà coi, tức là tự mình mà không tự hào về cái chén trà của mình thì mình đánh giá thấp. Vậy thì tôi muốn là chén trà Việt phải có giá trị, và mình phải làm gia tăng giá trị của chén trà Việt mình lên, tức là phải hiểu rõ được cái trà này ở vùng nào, quy trình sản xuất và chế biến ra sao, rồi chọn ấm, chọn chén để uống thế nào, quy trình pha như thế nào, và cách thưởng lãm nó như thế nào. Có thể nói anh Nguyễn Ngọc Tuấn là một trong những doanh nhân tâm huyết và đi đầu trong việc giữ gìn thương hiệu trà Việt. Với slogan Tinh túy Việt Nam, anh muốn những tinh hoa của trà Việt sẽ được lưu giữ và không bị pha trộn với bất cứ phong cách nào khác. Không những thế, anh còn muốn trà Việt sẽ được bạn bè quốc tế đón nhận như những tặng phẩm quý giá nhất.
Tại lễ hội vàng 2017 do Bộ Ngoại giao tổ chức, đông đảo bạn bè các nước trong khu vực và trên thế giới đều đánh giá cao chất lượng trà Việt Nam. Sản phẩm Song Hỷ Trà còn được chọn làm quà tặng trong sự kiện Việt Nam điểm đến thế giới được tổ chức tại Áo trong năm qua. Theo chia sẻ của CEO này, trên dải đất hình chữ S từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng có vùng trà danh tiếng để lại những huyền thoại đẹp. Nhưng do thời gian và hoàn cảnh, nhiều loại trà không còn được lưu giữ. Ước mơ của anh là một ngày nào đó sẽ tìm lại được thật nhiều, thật đủ các danh trà xưa để khôi phục, phát triển và nâng tầm trà Việt. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn đã bỏ ra hơn 15 năm để ổn định được nguồn nguyên liệu cho Song Hỷ Trà, rồi lại tiếp tục nghiên cứu để sản xuất bao bì hoàn toàn Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi những bao bì nhập. Đây là một bài toán khó, không dễ tìm ra lời giải khi phải cân đối giữa chi phí và giá thành bán ra. Bài toán này sẽ được CEO giải quyết như thế nào? Mời quý vị theo dõi tiếp theo chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nhân vật trong diễn đàn CEO ngày hôm nay. Thưa anh, bây giờ chúng ta lại nói tiếp về câu chuyện về trà, nhưng mà nói về cái vỏ bên ngoài của trà. Và duyên cớ nào thì khiến anh Tuấn lựa chọn là Tranh Sơn Mài là hộp trà của mình ạ? Lại nói chuyện về câu chuyện về bao bì. Làm trà ấy, thì đúng là cái bao bì của trà nếu mà trên thị trường hiện nay mình thấy là rất nhiều loại bao bì khác nhau. Có những cái tức là nhiều người nhập cái bao bì của từ Trung Quốc bằng các cái bao bì bằng giấy, nhiều người thì lại nhập cái bao bì nữa là từ Đài Loan, và bao bì còn một loại nữa, bao bì sản xuất trong nước. Thế thì tổng hợp mình nhìn thấy là cái bao bì sản xuất trong nước ấy thì nguồn gốc nguyên liệu cũng ở Trung Quốc, thế nhưng mà cái việc chế biến, tức là cái việc sản xuất tạo nên cái bao bì đấy thì nó về công nghệ của mình thua họ. Thế thì để chọn cái sản phẩm của mình đã có tốt rồi, mình cần phải mặc cái áo cho cái sản phẩm của mình. Thế mình mặc áo gì? Cái bài toán này cũng là trăn trở. Tôi cũng sang Trung Quốc rất nhiều lần. Cái giá thành của một hộp sản xuất ở Trung Quốc thì rất cạnh tranh với cả sản xuất ở trong nước, chỉ chiếm 2/3 thôi. Ở Đài Loan thế, hộp rất đẹp, cũng chỉ bằng 2/3 sản xuất trong nước. Thế thì nhưng sản xuất ở trong nước thì không đẹp bằng. Thế thì trong những lần mình đi hội chợ, mình mang sản phẩm ra thì bao bì Trung Quốc họ có thế mạnh của họ, những quầy trà bắt mắt luôn, đẹp quá, sang Đài Loan đẹp quá. Thế về sản hàng của mình, người ta nhìn cái bao bì thì tôi thấy người ta thấy nó rất là thường so với hai cái sản phẩm long lanh kia. Người ta chỉ nhìn bao bì thôi, người ta chưa biết là cái ruột của mình thế nào. Thế thì tôi mới phải suy nghĩ, nếu mà đạt Trung Quốc, giá thành rẻ 2/3, nhưng lại gặp một cái điểm tức là nó vẫn có cái gì đấy, tức là cái sản phẩm của nó vẫn mang cái màu sắc của Trung Hoa. Sản phẩm đặt ở Đài Loan cũng mang màu sắc như thế. Đấy, tức là ví dụ như là người ta nhìn cái sản phẩm ta bảo hộp trà này là của Trung Quốc, tức là cái màu đỏ nó chiếm rất nhiều chẳng hạn như thế. Thì đấy là thế thì về mình, nếu mà mình cứ dùng cái bao ở trong nước của mình thì giá thành đắt này, rồi là khi mà bày lên trên một quầy đi hội chợ chẳng hạn thì người ta nhìn bắt mắt lắm, Trung Quốc thì đẹp, Đài Loan thì lại đẹp nữa, công nghệ mà của mình thì buồn. Thế thì chưa, người ta buồn quá, người ta có sờ vào sản phẩm mình không? Vậy thì làm cái bài toán trăn trở. Mình sẽ dùng sản phẩm là hộp giấy hay hộp thiếc hay là hộp nào? Thế thì tôi lúc đầu là tôi cũng loay hoay, thì khoác lên thì tôi tìm ra một cái phương án nữa. Trong những năm 2000 tôi tìm ra một loại giấy là giấy kraft. Thì nó mộc mạc, thì tôi nghĩ là trà Việt của mình xuất phát là mộc mạc, tôi dùng giấy kraft. Thế thì giấy kraft thì nó lại gặp khó khăn trong việc in ấn của Việt Nam mình. Đấy là khó. Thế thì giá thành, bây giờ giá bán sản phẩm như lúc trước mình bàn đấy, cạnh tranh bằng giá thì mình gặp khó khăn lắm rồi. Trà của mình đã bị là giá cao, bây giờ chọn cái hộp như thế nào? Thế thì cái thế mạnh của mình là ở đâu?
Thế thì tôi cũng chăn trở không biết là bây giờ thế mạnh của mình là ở đâu, mình lấy gộp cái gì. Người thì bảo giá trà của mình đã cao. Thế thì ở Việt Nam mình có nhiều cái hay. Tôi thấy là cái việc đan lát bằng tre nứa này, sơn mài là những cái ngành thủ công truyền thống của Việt Nam. Tôi bắt đầu quay sang tôi đi tìm hộp sơn mài. Thế thì hộp sơn mài, ví dụ giá của cái vỏ hộp bằng giấy chỉ bằng tức là nhân 30 lần lên thì mới bằng một cái hộp sơn mài. Thế thì mình bảo tôi làm bằng hộp sơn mài thì ai cũng bảo thế thì ông điên rồi, ông cạnh tranh là nào được. Thế mình bảo thôi thì bây giờ ai cũng bảo tôi điên, thế thì tôi vẫn bảo nhưng mà đây là cái của Việt Nam, trà của mình là trà Việt, mình phải đặt trong một cái hộp Việt. Thế tôi bắt đầu đi tìm những người sản xuất hộp sơn mài. Thế thì đi nhá, thì ở trong miền Nam này có vùng Bình Dương. Rồi may mắn tôi cũng tìm được một cái anh ấy cũng làm nghề sơn mài và anh cũng trăn trở với nghề sơn mài. Thế tôi mới đặt anh ấy, bảo bây giờ ít thì anh có làm không? Anh bảo thôi thì tôi làm chơi cho ông một tí thôi. Và cái quá trình đấy làm thì rất là trao đổi qua trao đổi lại, lên được cái form vóc của hộp sơn mài rồi. Thì thế ra được hộp sơn mài, thế hộp sơn mài của Việt Nam có khác gì hộp sơn mài của Nhật không? Đây là Thế một câu chuyện lại nữa. câu chuyện nữa, thì người ta hỏi thế. Thế thì ra được cái hộp sơn mài rồi, ra form vóc váng rồi, mình thấy đẹp, mình thấy là ổn, thì cái sơn mài nó lại phát sinh ra làm sao lại của Việt. Thì mình mới đi tìm ở trên thị trường các sản phẩm sơn mài của mình bán đều có, tức là trước đây thì đều bị tai tiếng, ví dụ như là bong chóc, bản lề. Câu chuyện về cái bản lề cũng khó, bản lề thì nó bị lại bị rỉ đi. Thế để lâu thì gì thì cái sản phẩm nó mất cái giá trị rồi. Thế còn cái họa tiết hoa văn trên cái hộp sơn mài là cái gì? Đấy, bây giờ một cái hộp sơn mài mà để gắn một cái bản lề thì nó lại không bị rỉ sét. Để lâu nó rỉ sét, thế thì người ta còn quý nữa không? Người ta lại mất quý. Thế thì tôi mới trăn trở, tôi với anh đấy cũng không tìm cái, tức là đi mua cái bản lề cũng rất khó. Không biết là, tức là chúng tôi đi ba cái hội chợ, anh ấy cũng đi sang Trung Quốc để mua bản lề. Thế thì vô tình một lần tôi đi Nga, tôi đi chơi thôi thì tôi xem cái hộp đồng hồ mở ra thì hộp bằng giấy nhưng họ có cái bản lề rất thông minh. Mình phải bỏ ra 30 triệu mình mua luôn cái đồng hồ. Đấy. Về mình đưa cho anh ấy cái bản lề. Anh ơi, đây, cái bản lề nó hay như này đây. Tức là khi mà nếu mà bản lề ở bên ngoài, bản lề lá bên ngoài ấy, thì ống lồng khi mình cho ống lồng vào nó xước, đây là bản lề chìm mà nó chỉ là hai con chốt thôi. Thế là anh đi đặt và thành công, thì chúng tôi giải quyết được vấn đề bản lề là không bao giờ bị rỉ sét gì cả, nó nằm im trong cái hộp sơn mài. Thế là chúng tôi đã giải quyết được cái hộp đấy. Thế còn thế thì và bây giờ lại thế thì hộp sơn mài Việt Nam khác cái hộp sơn mài của thằng Nhật là cái gì ngoài màu sắc? Thế thì vấn đề là họa tiết lên trên đấy. Và tôi cũng phải đi tìm, tức là lần mò. Thế thì mình mới thấy rằng là nếu mà hôm nay anh mua một cái hộp sơn mài, hộp trà của tôi là hộp sơn mài, rồi anh thấy đẹp, mai anh mua thì thế thì anh mua hết 28 loại trà của tôi, hết 28 hộp sơn mài, thì nhà anh tất cả là hộp sơn mài giống nhau. Thế thì phải có sự khác nhau của hộp sơn mài. Thế làm sao mà để cho khách hàng hôm nay mua một hộp sơn mài, mai lại phải mua một hộp sơn mài nữa? Vậy thì đâu là cái để quyết định cho người ta mua? Thì tôi mới phải nghĩ ra, chúng tôi cũng bàn nhau, nghĩ ra là cần phải có cái tò mò để họ mua, họ trở thành bộ sưu tập. Và trong uống trà ấy, thì thưởng thức ly trà, người ta phải có không gian và người ta ngắm được một bức tranh. Uống trà ngắm được bức tranh, vậy thì bức tranh phải được đưa truyền tải vào trong cái hộp sơn mài đó. Thế thì đấy là ra được bức tranh rồi, tức là uống trà mua một hộp sơn mài ngắm bức tranh này, mai người ta ngắm bức tranh khác. Thế thì bức tranh là gì đấy? Thế thì nhiều lắm này, ví dụ như là xuân hạ thu đông, bốn mùa hoa, rồi rất nhiều rất nhiều. Hộp trà của tôi
sẽ là những câu chuyện để truyền tải thêm cái thông điệp văn hóa và mang cho mọi người là cái việc phải kích thích mọi người sưu tầm. Ngoài việc uống trà lại phải sưu tầm. Ví dụ hôm nay mình mua được một bức tranh về mùa xuân là hoa đào chẳng hạn. À, thì thế mùa hạ thì mình phải mua một bức nữa chứ. Thì là phải mua bức sen. Hoa sen là mùa hạ rồi. Thế thì hai mùa thì ba mùa. Mùa thứ ba là mùa thu thì hoa gì? Thì tôi lại vẽ hoa cúc. Thế rồi, hoa cúc rồi tiếp luôn. Mùa đông là hoa gì? Thì mùa đông tôi có một cái bông hoa trà. Mùa đông trà ra hoa. Và đấy, đấy là bộ tứ mùa, bộ bốn mùa hoa của tôi. Thế thì ai mà chưa đủ một trong đủ bốn bộ thì người ta mua thêm. Đấy là kích thích là người ta tiêu dùng và mua sắm thêm. Và đưa thêm hàm lượng văn hóa vào trong cái giá trị của cây trà của bên chúng tôi. Yeah. Và đó cũng chính là lý do mà khiến cho rất là nhiều người mong muốn tìm mua được cho bằng được mình một đúng cái rồi. Sản phẩm trà của sông Hỷ Trà đó đúng không rồi. Ạ? Dạ. Để thành một bộ sưu tập. Yeah. Và xoay quanh cái câu chuyện mà làm sơn hộp sơn mài như thế thì có những cái khó khăn như thế nào hay không anh? Có. Trong hộp sơn mài còn có một điều khó. Mà tức là hộp sơn mài nhá thì dùng cái loại sơn ta. Mà bây giờ nữa theo cái công nghệ để đưa cái bức tranh là in thì người ta có phủ một lớp PU để tăng độ bóng thì nó có mùi. Thế thì mình giải quyết như thế nào? Đó, cái đấy mới là khó và không phải ai. Cái mùi ấy thì có nhiều, tức là chúng tôi tự thử nghiệm, tức là bằng cách là cho than hoạt tính cho trà để nó hút cái mùi của cái sơn của cái sản phẩm sơn mài. Nhưng mà các cái đấy nó chỉ giải quyết được không triệt để, tôi khoảng 80%. Cái quan trọng nhất là phải làm được và để hộp sơn mài tự nhiên rất lâu. Để lâu, để cho nó nhả cái mùi ra. Đấy là cái, do vậy cái khó khăn của cái việc sơn mài là không phải là hôm nay giống như trà đấy, không thể phát triển. Tức là tôi có, ví dụ tôi sản xuất 50 hộp sơn mài cho cái sản phẩm bánh trà 10 năm của chúng tôi trong kỷ niệm tôi có 50 hộp thì chúng tôi phải làm trước 1 năm. Đó, tức là xong đấy thì khi mở ra là rất là tốt. Đấy, cái thứ bài toán của cái gì nó cũng có khó khăn chứ nó không phải là nhấn nút để sản xuất ra hàng loạt. Đấy. Quả thật là cái quá trình kinh doanh những cái sản phẩm đặc biệt mà gọi là mình tâm huyết với những sản phẩm đó thì lại là một câu chuyện khác nữa đúng không ạ? Và thưa anh, nói đến đây thì chúng tôi nói suy nghĩ nhiều về cái giá trị của rất là nhiều sản phẩm ở Việt Nam. Thường thì những sản phẩm ở Việt Nam thì cái giá trị gia tăng nó không cao. Vậy thì trà cũng không phải là ngoại lệ đâu. Và theo anh thì anh nghĩ như thế nào về điều này ạ? Đúng đấy. Tức là mình phải, tức là tôi mới nói là chúng tôi là cần phải sáng tạo hơn nữa. Sáng tạo và luôn luôn sáng tạo để hoàn thiện cái sản phẩm trà của mình. Là khi người ta uống một chén trà của mình thì người ta phải hiểu thêm, phải có những cái gì cho thêm họ uống trà, đưa họ đến uống trà để thứ nhất được lợi ích cho sức khỏe, gặp được bạn bè. Nhưng ngoài ra như thế thì vẫn chưa, ta phải sáng tạo để tăng thêm giá trị cho họ. Để ví dụ khi mà uống trà, họ hiểu rõ vùng trà, ví dụ như là họ hiểu rõ vùng trà Di Linh của mình, thế thì người ta sẽ mở ra câu chuyện Di Linh ở đâu? À, Di Linh, tại sao Di Linh lại có cái trà này nhỉ? Đó thì chúng tôi tiếp tục kể những câu chuyện, truyền tải những thông điệp vào cho chén trà đó. Tức là người ta hiểu là trà Ô Long ở trên Bảo Lộc là trên Lâm Đồng là rất tốt. Nhưng Lâm Đồng tốt nhất thì ở đâu? Tại sao lại là Di Linh? Thì kích thích tò mò để họ đi lên thì mới nâng được. Và cùng với đấy thì ví dụ như là trên Di Linh chúng tôi có bức tranh ở trong hộp sơn mài để mô tả cái vùng Di Linh, để nói lên được cái cây trà Ô Long ở trên đó, thì mở ra thêm để cho họ tìm hiểu sâu thêm cái văn hóa. Rất là tâm huyết. Và nhân dịp chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một điều bất ngờ dành cho anh Tuấn, một vài ý kiến của những người đam mê trà cũng như là những người đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua. Ngay bây giờ xin mời anh sẽ cùng nghe những chia sẻ của họ về anh. Dạ. Thì Tuấn là cái người là có cái hay của anh Tuấn đó. Anh không phải là tỷ phú, mà anh ấy chọn cái nghề trà là nghề thương mại. Mà anh không thuần túy là cái người thương mại, mà anh dùng cái, anh mang cái tâm hồn của anh vào. Tức là vừa chơi trà, vừa chơi chén, mà vừa thương mại.
Tôi thấy cái đó là một cái sự mà toàn biết. Tại vì nếu mà thuần túy mà chơi không, nó thứ nhất phải tiền. Mà mình đâu phải là tiền trên trời rớt xuống hay mình trúng số. Mà nếu mà mình đi thương mại không, nó mà thương mại quá đó, thì nó không có cái hồn của cái người là làm trà hay chơi trà nữa. Thì anh Tuấn là tôi thấy là cái tốt của anh là anh có cả hai khía cạnh. Là anh dùng trà là cái thương nghiệp. Anh dùng trà để mà sống, dùng trà để mà nổi tiếng. Nhưng mà nhờ cái vấn đề đó mà anh có tiền, có tiếng, thăm người này, biết người kia, mà anh áp dụng vấn đề trà. Thành ra vấn đề, ngay vấn đề mà bây giờ chọn trà hay là pha trà, anh Tuấn tôi lại là cao thủ bây giờ. Đối với em tiếp xúc với Bác Tuấn thì em biết là Bác Tuấn là một trong những người làm trà có tâm. Bác Tuấn để mà cảm nhận được cái vị trà, nghiên cứu về trà, kiến thức về trà, tìm hiểu các dòng trà, Bác Tuấn đi tận nơi, tìm hiểu gốc gác rõ ràng. Đó thì để mà một người mà làm về trà mà có tâm như vậy á, thì cũng hiếm. Thì anh Tuấn khi anh làm trà là anh đặt ra những cái câu hỏi mà người tiêu dùng đặt. Mình mua sản phẩm đó nó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phải nghĩ tới vấn đề vệ sinh an toàn và mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Thì những cái vùng trà Việt Nam anh Tuấn làm thì anh đi tới những cái vùng trà, tìm được những cái dòng trà ngon nhất ở Việt Nam, tìm những người có tâm huyết với nghề trà, giỏi nghề trà, thì anh mới lấy những cái nguồn trà đó đưa vào hệ thống xong hủy trà phân phối trên cả nước. Rồi sau đó anh Tuấn có viết về cuốn sách về trà Việt Nam. Thì cuốn sách đó là giới thiệu những sản phẩm mà hệ thống xong hủy trà đang cung ứng cho người tiêu dùng Việt Nam. Thì có những cái chi tiết rất là rõ ràng cụ thể từng vùng trà ở Thái Nguyên, ở Suối Vàng Yên Bái, ở Hà Giang, rồi chè ướp sen cổ truyền như thế nào, rồi những cái cách bước pha trà cơ bản. Với một cái nữa là mình rất là thích anh Tuấn là bởi vì thế này nè, khi mà anh Tuấn nghiên cứu trà, thực sự là anh Tuấn không có nghĩ về vấn đề kinh doanh nhiều. Cái đó là mình rất là quý anh Tuấn. Tại vì thực sự là thương hiệu trà thì tại Sài Gòn rất nhiều. Tôi cũng đi nhiều nơi trước khi tôi gặp anh Tuấn. Nhưng thực sự khi mà họ tải cái dòng trà thì mình thấy cái tâm nó không tới. Tại vì anh Tuấn khi anh nghiên cứu một dòng trà gì thì anh đều nghĩ tới người tiêu dùng. Cái đó là cái điều tôi quý anh. Chứ không phải để anh kinh doanh là trước. Thưa anh, trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một cái hiện trạng như thế này. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam mà trong đó có cả trà nữa, thì chúng ta xuất khẩu cái nguyên liệu thô của mình sang nước ngoài, sau đó mình nhập lại cái sản phẩm thành phẩm với giá thành khá cao. Vậy thì bản thân anh là một người kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, kinh doanh trà, thì anh nghĩ như thế nào về điều này và chúng ta cần làm gì để cải thiện được điều này ạ? Đúng rồi, mới đây trong năm 2017 thì nó trong một cuộc thi trà ở Đài Loan đã phát hiện ra sự gian lận của tại Đài Loan. Trà Việt Nam đã thắng giải ở bên Đài Loan nhưng lại mang thương hiệu của Đài Loan. Trà Việt Nam và chính là lộ ra trong đấy. Thế nhưng khi cái thông tin đấy lộ ra và tại Đài Loan đã lộ ra và người ta kiện, vì không phải là trà Loan thi tại Đài Loan nhưng trà Việt Nam đã đạt trong cái giải đấy. Vậy thì đấy là cái hiện tượng là trà Việt Nam xuất khẩu giá thấp nhưng lại nhập về giá cao. Vậy thì doanh nghiệp, tôi nghĩ là các doanh nghiệp chưa làm được điều gì, không thể nói được. Mà bây giờ chúng ta cần cái tiếng nói của những hiệp hội. Hiệp hội trà Việt Nam, Hiệp hội trà Việt Nam, các bộ, các ngành có liên quan phải phát ngôn. Và riêng với bản thân doanh nghiệp của mình thì sẽ như thế, anh mong muốn sẽ như thế nào ạ? Với song hỷ trà của tôi thì thể hiện là tôi nói là tôi gửi gắm tất cả cái tinh túy Việt Nam, tinh túy từ vùng nguyên liệu, tinh túy từ cách chọn lọc, tinh túy về chất lượng, tinh túy về bao bì, tôi gửi gắm vào cái thông điệp chung là song hỷ trà là tinh túy Việt Nam để gửi đến khách. Và ngày hôm nay thì nhân dịp chương trình đầu xuân mới thì chúng tôi cũng mong muốn rằng anh Tuấn sẽ gửi một cái thông điệp đến khán giả truyền hình khi tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi cũng cảm ơn chương trình VITV đã giúp cho tôi nói được cái tâm trạng của mình, và cũng xin chúc cho tất cả các khán giả của VITV và tất cả các bạn khác là các bạn là những ai chưa uống trà thì hãy uống trà, và những ai đã uống trà thì hãy thưởng trà, để mỗi ngày có trà đến với trà thì các bạn sẽ có thêm những cái niềm vui.
Thì một lần nữa cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình Diễn đàn CEO trên VTV. Và nhân dịp những ngày đầu xuân mới thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi kính chúc anh sẽ thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, và chúc cho Sông Hỷ Trà trong thời gian tới sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa, cũng như là công ty của mình sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Dạ, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.